Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học hôm nay sẽ giới thiệu về Swing. Swing thì cho phép thiết kế giao diện đồ họa trong Java. Mục tiêu của bài học Thiết kế được giao diện đồ họa đơn giản bằng Swing. Xử lý được sự kiện kích chuột. Đọc dữ liệu từ giao diện người dùng hiển thị được dữ liệu lên giao diện người dùng. Và có cái lưu ý là bài học chỉ giúp sinh viên có thể sử dụng được cái giao diện đồ họa một cách cơ bản để thay thế cho giao diện console và phần Swing sẽ được học đầy đủ ở trong môn Java 3 nên chúng ta không có đi vào sâu về các thành phần của Swing. trước đây chúng ta sẽ tìm hiểu về GUI là gì thì GUI là giao diện người dùng đồ họa là ứng dụng sử dụng giao diện đồ họa để giao tiếp với người dùng ví dụ cái form quản lý nhân viên thì cho phép nhập và hiển thị thông tin từ các thành phần đồ họa và người dùng nhập thông tin một cách rất là trực quan và thực hiện các thao tác ở trên cái form này các thành phần cơ bản trong giao diện người dùng đồ họa đầu tiên đó là Windows, là cửa sổ đây là cái cửa sổ của cửa ứng dụng thứ hai là Container đó là không chứa, chứa một hay nhiều điều khiển thì chúng ta thấy ở trong Container là nó một cái vùng ở trong cửa sổ và có thể nhóm các cái điều khiển khác ở trong Container và Control là các cái điều khiển thì bao gồm là một số các điều khiển text field, radio, checkbox, vân vân. Và lưu ý, một số ứng dụng có thể có nhiều cửa sổ và mỗi khung thì có thể chứa nhiều điều khiển hoặc là khung chứa khác. Trong Swing, JFrame được sử dụng để tạo ra một cái window, tức là một cái cửa sổ thì bao gồm là có các cái nút đóng và nút phóng to thu nhỏ và có cái đường viền như thế này thì các cái thành phần có liên quan thì xác định icon tức là cái biểu tượng được hiển thị ở trên cái thành tiêu đề của cửa sổ title tức là hiển thị tiêu đề đăng nhập đó là tiêu đề của cửa sổ và các cái thành phần thu phóng tắt cửa sổ container trong screen có nhiều loại container trong bài học thì chúng ta chỉ sử dụng jaypano. panel là container được sử dụng để nhóm các cái control hoặc container khác vào. Thì có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái J panel thì đây là một cái vùng ở bên trong cửa sổ, tức là bên trong window và lưu ý ngầm định thì sẽ không có cái đường viền và dùng J panel để nhóm các cái control khác vào trong trong cái CPNO và chúng ta có thể đặt một cái CPNO khác vào trong cái CPNO này. Control là các thành phần giao diện được sử dụng để giao để tiếp nhận dữ liệu từ người dùng hoặc trình bày dữ liệu đến người dùng. Các control thường dùng dây label là hiển thị các cái thông tin ở đây là nhãn, dây text field là cho phép vừa hiển thị vừa nhập dữ liệu, dây button là nút nhấn, dây checkbox là cái hộp lựa chọn kiểm tra, dây radio button là lựa chọn, dây combo box là hộp hiển thị danh sách và cho phép tự chọn, dây table là hiển thị dữ liệu theo dạng bảng và dây option band đó là các cái hộp thoại. Dây label là điều khiển được sử dụng để tạo ra các cái nhãn Thuộc tính quan trọng nhất của dây label là text để hiển thị cái nội dung text ở đây. Và khi đặt tên thì chúng ta sẽ xác định là bằng cái tiền tố lbl, tức là label thì chúng ta sẽ đặt. Và ở đây là cái nội dung mà dây label này thể hiện. Và tương tự như vậy, username để chúng ta đặt tên cho cái control này, đó là lbl username. jay text field, text area, dây password field. dây text được sử dụng để tạo ô vừa hiển thị và cho phép nhập dữ liệu vào và hai cái thuộc tính thường dùng đó là text và name. Text sẽ mang giá trị được hiển thị ở trong ô nhập và name là tên của ô nhập và nên bắt đầu bằng ký tự TST, tức là chúng ta thấy username là ở đây là cái nhãn cho cái text view thì text view là cái thành phần này và text view này dùng để nhập cái thông tin của username cho nên là chúng ta sẽ đặt đó là đầu tiên đó là txt sau đó username tức là cái công dụng của cái text view để làm cái gì jtext area chỉ khác jtext view là cho phép hiển thị và chứa cái văn bản trên nhiều dòng dây password view thì không cho phép nhìn thấy cái nội dung được nhập hay là hiển thị ở trên cái uh, trường và chúng ta thấy đấy, đối với password thì khi nhập vào thì chỉ hiển thị cái dấu sao và không hiển thị cái nội dung nhập và đối với password thì chúng ta cũng đặt đó là tst và ở đây là password Jay Button. Jay Button được sử dụng để tạo nút nhắn. Các thuộc tính thường sử dụng test name. Và đối với Jay Button thì dùng tiền tố là BTN. Cái này để xác định đây là cái button. Và Logging, thì đây là cái chức năng của cái button đó. Checkbox được sử dụng để tạo hộp kiểm các thuộc tính thường dùng test và nhãn tính kèm selected là trạng thái có lựa chọn hay không thì ở đây là người dùng có thể kích vào để lựa chọn hoặc là không lựa chọn và name là tên và Name bắt đầu bằng chữ csk tức là check remember thì đây là cái chức năng của cái điều khiển và ở đây là remember me thì chúng ta đặt nó là remember Radio button, button group. Radio button được sử dụng để tạo các mục chọn và các thuộc tính thường dùng. Test là nhãn đến kèm, selected là trạng thái, name là tên và nên bắt đầu bằng chữ RDO. Và button group là nhóm mà radio thuộc vào. Ở trong mỗi nhóm thì chỉ có thể chọn một trong các cái radio thuộc nhóm mà thôi. Và ở đây là ví dụ, thì chúng ta có thể thiết kế cái trường gender tức là trường giới tính và chỉ lựa chọn một trong các cái mục chọn thì người dùng có thể chọn là male đó là nam hoặc là female đó là nữ và cách đặt tên của các cái control tức là đây là audio và male là audio female dây table default table model The table được sử dụng để biểu diễn dữ liệu dạng bản và các thuộc tính thường dùng. Model là dữ liệu bảng, Selection Mode là chế độ chọn hàng, Row Height là chiều cao mỗi hàng, Name là tên và bắt đầu bằng à, TPL. Ở đây chúng ta tạo ra bảng hiển thị danh sách các sinh viên, cho nên là sẽ đặt tên theo cái nguyên tắc à, TPL và Students tức là thể hiện số nhiều tức là danh sách các student dây option band là một dạng cửa sổ được sử dụng để tạo ra các câu hộp thoại thông báo có ba dạng hộp thoại thường dùng confirm đó là hộp thoại xác nhận input là hộp thoại nhập liệu message là hộp thoại hiển thị Ê, thông điệp phần demo sẽ sử dụng các cái điều khiển vừa giới thiệu để tạo ra một cái form đăng ký ở sinh viên. Chạy chương trình NetBean và kích vào File, chọn New Project, chọn Java with Maven, Java Application, nhấn Net và đặt tên đó là Slide 2. Ở đây thì chúng ta có thể chọn Slide to Demo. Và ở bên dưới Package cho đó là edu.poly.slide 2 Và lưu ý các cái mục tên của Project đó là Slide to Demo và Package edu.poly.slide 2 và group id edu.poly nhấn finish để bắt đầu tạo dự án. Kích phải vào package, chọn new, chọn save frame form và đặt tên register student form. Nhấn finish để tạo form. Đây là giao diện của netbean cho phép thiết kế các cái thành phần giao diện đồ họa người dùng ở bên này đó là bảng palette thì liệt kê danh sách các cái controls tức là các cái điều khiển chúng ta có thể rê các điều khiển này và bỏ vào trong form và cửa sổ properties sẽ hiển thị các cái thuộc tính của các cái thành phần ở trên form cũng như là thuộc tính của z frame thì hiện tại là đang hiển thị cái thuộc tính của z frame và đây là cái phần chính để cho phép chúng ta có thể thiết kế các cái control, sắp đặt các control ở trên cái cửa sổ, tức là trên dây frame. Và khi kích vào source, sẽ xem được cái mã nguồn được sinh ra bởi nét Kích vào design để trở lại cái chế độ thiết kế và cho phép là rê thả các thành phần vào ở trong cái giao diện đồ họa người dùng. trước hết trong cửa sổ Palette Re-Label và thả vào trong cái frame kích phải chọn Edit Text và đặt tên đó là Register Students nhấn Enter để kết thúc có thể cho phong chữ này to ra thì kích chọn vào trong Label và trong cái cửa sổ Property thì chọn font và kích vào cái nút có ba dấu chấm và sẽ hiển thị ra cái hộp thoại cho phép lựa chọn các phong chữ đây thì có thể là chọn phong chữ và kích cỡ chữ đây 18 và nhấn ok thì sẽ hiển thị ra cái nội dung được in đậm và in lớn ra thì chúng ta có thể chỉnh sửa kích thước của cái cửa sổ cái này là kích thước của dây frame Và kích vào trong Source để xem cái mã nguồn được sinh ra. Kích vào Source. Đây là cái lớp Register Student Form Extend từ lớp dây frame ở trong cái Package Java Edge Screen. Và nếu biên sinh ra một cái phương thức Init Components thì đây là cái phương thức sẽ đưa các cái đoạn mã sinh các cái điều khiển và sắp đặt các cái điều khiển ở trong một frame thì chúng ta sẽ không đụng chạm gì tới cái phương thức này và NetBean cũng bảo vệ các cái đoạn mã ở trong phương thức là không cho phép chúng ta có thể hiệu chỉnh các cái nội dung này và sẽ có một cái phương thức men và khi kích vào kích phải vào trong lớp thì chúng ta có thể chạy trực tiếp từ cái register student form và đây thì sẽ tạo ra cái shape uh, frame và hiển thị cái J frame đó trên màn hình chuyển trở lại chế độ design và tiếp tục rê các cái điều khiển bỏ vào trên form để cho đẹp trong cái form thiết kế thì chúng ta kích vào separator và rê bỏ vào trong cái này à, tiếp đến sẽ rê label và bỏ vào thì kích phải chọn edit và đặt tên đó là student id cái này là đặt nhãn student id và rê thành phần text view và bỏ vào và sau đó hiệu chỉnh kích thước và kích phải chọn edit và bỏ cái nội dung test ở bên trong kích ra bên ngoài tiếp tục là đổi tên cho text view kích phải chọn change variable name và đặt tên cho text view đó là txt student id và nhấn ok ở đây thì chúng ta chú ý đó là rê cái thành phần text view bỏ vào đây và label và ở đây thì label và bỏ vào tiếp tục rê label và bỏ vào và kích phải chọn edit text đặt tên đó là name nhấn enter và rê text view bỏ vào và chỉnh sửa cái kích thước sau đó sẽ kích phải chọn edit text và bỏ cái nội dung ở trong text field và kích vào phải chọn change variable name để đặt tên TST name nhấn ok tiếp đến relabel và bỏ vào kích phải chọn edit text đặt là password nhấn OK và lựa chọn đó là password field rê bỏ vào và di chuyển điều chỉnh cái kích thước của password field kích phải chọn edit text và bỏ cái nội dung ở trong password kích phải chọn change variable name Đã đặt tên đó là tst password nhấn OK, nhấn Enter để đổi tên cho cái trường và cái form đã được thiết kế sơ bộ. Các thành phần ở trên form có cái dạng thức như thế này. Thì đầu tiên đó là password View, thành phần vừa mới rê và chỉnh sửa. Đây là The Label và các thành phần Text View được rê bỏ vào trên form. để có thể xem được cái kết quả thực hiện khi thiết kế sơ bộ form register student kết vào run và chọn run file hoặc là ship F6 để chạy cái form này và nấy biên sẽ biên dịch và thực hiện cái form thì cái kết quả đó là hiển thị ra được cái, cái form cho phép là người dùng nhập các thông tin Ví dụ như là student ID 01 name đó là Văn và password 123 thì riêng cái trường password thì sẽ không hiển thị các cái tự ký tự cho người dùng gõ vào mà chỉ có hiển thị dấu sao thay thế và tên cũng như là student ID nhập vào. Chúng ta sẽ phân tích đoạn mã được sinh ra bởi Nabeen thì khi tạo ra JFrame thì sẽ tạo ra lớp register student form và extend từ lớp JFrame và sẽ tạo ra cái hàm dựng ngầm định gọi thực hiện cái phương thức init components thì đây là phương thức do NetBeans sinh ra và quản lý cho nên chúng ta sẽ không thể chỉnh sửa các cái nội dung của phương thức và khi g một đi điều khiển bỏ vào trong thì bỏ vào trong Z frame thì sẽ tạo ra cái đối tượng là thể hiện của cái điều khiển đó ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có là uh, TST student id tức là cái uh, student id là chúng ta đã thực hiện đổi tên uh, trong khi mà đặt cái điều khiển tức là đặt cái control đó vào trong Z frame và ở trong phương thức init components thì sẽ có các cái đoạn lệnh để tạo ra được cái điều khiển và thiết lập các test cho điều khiển thì các cái phần này là sẽ do pin uh, uh, sinh ra và xử lý khi chúng ta thực hiện thao tác ở trong cái chế độ thiết kế và đặt các thành phần chỉnh sửa các thuộc tính ở các cái điều khiển ở đây tiếp tục thêm các cái điều kiện cơ bản vào trong form kích chọn radio button và bỏ vào trong form kích radio button bỏ vào trong form và kích label bỏ vào trong form kích phải chọn edit text gõ đó là gender tức là giới tính và kích vào radio button chọn edit text gõ vào mail và kích vào chọn edit test gõ vào đó là female nhấn enter kích phải vào trong mail chọn change variable name và đặt tên radio button mail nhấn ok để đổi tên kích phải vào change variable name và đặt tên RDB female tức là nữ và nhấn enter để đổi tên kích vào run chọn run file để kiểm tra cái việc thực hiện của form và cái form sau khi đã tạo ra thì chúng ta có dạng thức như thế này và trong này thì kích vào mail và female ở đây thì có cái tình huống là cho phép để chọn cả nam và nữ thì điều này không phù hợp trong thực tế cho nên là chúng ta cần phải nhóm các cái điều khiển này lại ở trên thành một nhóm và nhấn vào đây để đóng cái cửa sổ kích trở lại register student form và bên này thì sẽ có button group thì cho phép là thực hiện nhóm các cái radio button lại, tức là chúng ta sẽ nhóm cái, cái thành phần này lại và re button group bỏ vào trong form sau đó kích vào điều khiển mail và trong cái cửa sổ property thì chúng ta có button group và kích chọn đó là button group one kích vào female chọn button group one và trong này thì chúng ta sẽ lưu ý chọn các cái thành phần này và kích chọn vào button group và button group là cái thành phần sẽ được rê thả vào trên form chạy lại form để kiểm tra cái kết quả thực hiện kết vào run file đây là cái form được hiển thị kích vào male, female, male và female. Lúc này thì người dùng chỉ có thể chọn được một là male hay là female và không thể chọn cả hai. Và đây là cái công dụng của radio button để cho phép chọn một trong nhóm các cái tùy chọn. Trở lại register register student form và rê cái label bỏ vào. Và tiếp tục là rê các cái checkbox bỏ vào đây. Và checkbox bỏ vào và checkbox bỏ vào. Trong cái label thì kích phải chọn edit đặt là favorite. Tức là các cái sở thích thì chúng ta có thể có là music sở thích âm nhạc sở thích movie là phim và sở thích sport là thể thao thế thì đối với lại checkbox thì người dùng có thể chọn nhiều sở thích thì có thể là chọn music movie và sport và chúng ta có thể đổi tên cho các cái điều khiển kích vào music kích phải chọn change variable name đặt tên đó là checkbox music tức là csk music kích vào movie chọn csk movie nhấn enter để đổi tên và kích vào sport đặt là csk uh, sport nhấn Enter để đổi tên. Kích vào Run. Chọn Run File. Để chạy lại form. Và đây là cái form hiển thị. Thì người dùng có thể chọn nhiều trong cái file breaks, tức là sở thích thì có thể là thích music, movie hoặc là sport. Khác với gender thì có thể là chọn một trong À, trong nhiều các cái tùy chọn, còn lại music thì chúng ta có thể là chọn nhiều. trở lại register student form a design và đối với gender thì chúng ta có thể ngầm định một cái giá trị, đó là ngầm định đó là nam, Thì kích vào trong cái chỗ đó là Selected và kích chọn check, thì khi mà kích chọn cái thuộc tính check là bằng true thì giá trị được chọn sẽ hiển thị ở đây ở đây là cái phần mail sẽ được ngầm định lựa chọn tiếp tục thiết kế các cái thành phần ở trên form và trong này thì sẽ re label bỏ vào và sử dụng combo box thì cho phép là liệt kê danh sách các cái một chọn và cho phép người dùng chọn một trong các bộ chọn đó và tiếp đến sẽ sử dụng separator để tạo ra cái đường kẻ ngang và re sau đó thêm các cái thành phần đó là button button thứ nhất và thêm button thứ hai chúng ta có thể điều chỉnh cái kích thước của Form cho phù hợp Đối với lại nhãn của Compobox Kích phải chọn Edit Test, Gõ Nationality Tức là quốc tịch Thì trong này Chúng ta có thể Hiển thị cái dữ liệu ở đây bằng hai cách Nếu là dữ liệu cứng thì có thể kích vào cái Thuộc tính Model của điều khiển và chọn và nhập các cái thông tin vào đây cách thức thứ hai là chúng ta có thể hiển thị thông qua cái việc viết mã xử lý cho và điều khiển và trong button thì chúng ta có thể kích vào edit text và đặt tên đó là lưu xem và cái button thứ hai kích vào edit text đặt tên đó là exit là thoát và có thể điều chỉnh cái kích thước của các button cho phù hợp. Sau đó kích chọn và di chuyển tới các cái vị trí phù hợp ở trên form. Kích phải vào trong combo box, kích chọn change variable name và đặt tên CBS Nation Nality tức là quốc tịch Kích phải chọn Change Variable Name đặt tên BTN Save nhấn Enter Kích phải chọn Change Variable Name đặt tên BTN Asset nhấn Enter để đổi tên cho các điều khiển kết vào Run để chạy cái form Run File, chạy Form. Và đây là cái giao diện của Form, thì cho phép là người dùng nhập các thông tin vào, lựa chọn các thông tin, và lựa chọn các thông tin. Sau đó, kích vào Save để lưu thông tin vào trong cơ sở dữ liệu, hoặc là xử lý cái thông tin này, và kích vào Exit để thoát Form. Tuy nhiên, khi kích vào các button, thì chưa có các, cái hiệu ứng cũng như chưa có cái chức năng nào xử lý đi kèm với cái button này thì chúng ta cần phải viết các cái sự kiện để xử lý cho button và cái dữ liệu ở trong nationality cũng chưa được hiển thị ở đây chúng ta mong muốn là hiển thị việt nam uh, usa vân vân thì trong các cái trường hợp này thì chúng ta sẽ đưa cái dữ liệu vào đây và kích vào close để thoát form sau đó quay về trở lại cái chế độ uh, design của form để gắn sự kiện cho nút save và uh, exit kích phải vào trong nút chọn event chọn action và chọn action perform đây là cái sự kiện sẽ diễn ra khi người dùng kích chuột vào trong button nhấn action perform thì netbean sẽ hiển thị cái cửa sổ hiển thị mã cho phép nhập các thông tin xử lý khi sự kiện diễn ra và kích trở lại design và kích vào Asset. thì chúng ta có cái cách gắn sự kiện thứ hai là trong cái cửa sổ property kích chọn event và ở đây là action perform kích chọn đó là btn exit action perform thì để sinh ra cái đoạn mã xử lý cái sự kiện thì kết vào design thì chúng ta thấy khi nào mong muốn thì có thể à, thấy được là kích đúp vào đây để có thể hiển thị cái đoạn mã xử lý khi sự kiện diễn ra và đối với cái nút exit thì trước hết chúng ta có thể thực hiện là gọi cái dây option pan cho phép hiển thị cái dialog tức là cái hộp thoại hỏi người dùng có mong muốn là thoát hay không nếu người dùng mong muốn thoát thì chúng ta có thể thoát còn không vẫn giữ nguyên cái form hiện tại ở đây là gọi thực hiện cái phương thức đó là Show Confirm dialog và Show Confirm dialog thì trong này thì zip Tức là lấy cái điều khiển hiện tại hay là lấy cái frame hiện tại làm cái thành phần tra và message. Trong này là Do you want to exit? Tức là bạn có muốn thoát hay không? Và title là Confirmation. Và trong này thì chúng ta sẽ sử dụng say option pen jet uh, no option tức là đưa ra cái hai cái nút nhắn để cho phép là người dùng chọn một trong hai cái yêu cầu một là đồng ý hay là không uh, j option pen và hiển thị cái question và ở đây thì uh, có thể trả về cái in choose choice tức là cái lựa chọn của người dùng và sẽ thực hiện kiểm tra nếu mà người dùng lựa chọn yes option tức là chọn đồng ý thì chúng ta sẽ gọi thực hiện cái phương thức exit tức là thoát ứng dụng còn nếu mà người dùng chọn no thì chúng ta không làm gì cả Thì đây là cái đoạn mã xử lý Ở khi người dùng kích vào nốt Acid trên Form thì sẽ hiển thị cái hộp thoại hỏi người dùng Do you want to Acid? Và nếu người dùng chọn Yes thì sẽ thoát ứng dụng bằng câu lệnh system exit Trong cái phương thức xử lý sự kiện cho nút BTN Save thì chúng ta sẽ đưa vào cái thông báo. Trong này thì sử dụng dây Option Pen sau Message, Dialog, zit và sẽ có là Student Has Been Saved đơn giản là thông báo cho người dùng biết là student đã được lưu và sau này thì chúng ta có thể đưa các cái đoạn mã xử lý lưu vào trong cơ sở dữ liệu hoặc là lưu ra file vân vân tiếp theo sẽ chàng cái đoạn cho phép khởi tạo các cái nội dung hiển thị ở trong combo box ở đây thì sẽ đưa vào phương thức init Nationality và ở trong này thì sử dụng default combo post modo và đây thì sẽ xác định đó là string và modo new default combo post modo thì chúng ta sẽ có cái này và modo sẽ có s element thì đơn giản là đưa các cái thông tin ở đây là việt nam modo s element và japan modo s element và usa sau đó truy cập tới cái điều khiển combo box thì chúng ta sẽ gõ ba ký tự đầu đó là CBS và sau đó nhấn Control Space để hiển thị cái tên đầy đủ của cái điều khiển và lựa chọn và chọn cái phương thức đó là set Model để thiết lập cái mode hiển thị cho điều khiển và để sử dụng cái phương thức init nationality hay là gọi thực hiện cái phương thức init nationalities thì chúng ta có thể di chuyển uh, lên trên uh, khép cái phương thức được sinh ra bởi bình và trong cái phần trong cái phần uh, constructor của lớp này thì sẽ gọi thực hiện cái phương thức đó là init nationality để hiển thị cái dữ liệu ở trên combo và chúng ta lưu ý là khi gọi thực hiện phương thức thì sẽ gọi sau cái phương thức đó là init components và đây là đang gọi tới thực hiện cái phương thức này và chạy chương trình để kiểm tra cái kết quả thực hiện như thế nào kích vào run hoặc là nhấn shift F6 để chạy cái file này và nội dung sẽ được hiển thị ở trên cái form. Kết vào thì chúng ta thấy danh sách Việt Nam, Japan, USA. Kết vào save thì sẽ hiển thị hộp thoại. Kết vào exit sẽ hiển thị hộp thoại Do you want to exit? Kết no thì không làm gì cả. Kết vào exit, nhấn yes thì sẽ thoát cái form. Để tức là thoát luôn cái ứng dụng và đối với cái việc định vị cái phone thì chúng ta có thể cho phone đặt ở giữa màn hình thay vì đặt ở một góc hay là đặt ở một cái vị trí bất kỳ nào đó ở đây thì sẽ gọi thực hiện cái phương thức set location relative to và thiết lập giá trị đó là no thì trong này thì cái đoạn lệnh thì cho phép là khi hiển thị thì form luôn hiển thị giữa màn hình. Và lưu sau đó là chạy lại chương trình. Thì form luôn luôn hiển thị ở bên giữa màn hình và chúng ta có thể uh, điều khiển kích chọn các thành phần nhấn lưu và nhấn exit. Thì sẽ hỏi người dùng có exit hay không và khi thiết kế thì chúng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa cái giao diện thiết kế và giao diện viết mã đây là source and design đây, chuyển đổi qua lại và các cái điều khiển thì có thể được rê thả vào ở trong cái form thì các điều khiển ở đây thì chúng ta đã sử dụng là ở trong này thì uh, có sử dụng text field sử dụng text field sử dụng password field sử dụng radio button và sử dụng checkbox ở đây thì uh, chúng ta sử dụng cái thành phần đó là combo box và uh, button ở đây thì sử dụng thành phần đó là button và bên này thì sử dụng label và ở đây thì sử dụng subrider. Đây là các điều khiển cơ bản và phổ biến ở trong khi thiết kế các cái giao diện đồ họa người dùng ở trên Swing. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 của bài học. Về lập trình giao diện là cái công việc lập trình để thu nhận dữ liệu từ người dùng, hiển thị dữ liệu để người dùng xem và thay đổi giao diện tùy thuộc vào dữ liệu. Lập trình giao diện thường gắn kết với các sự kiện xảy ra trong các quá trình sử dụng. Sự kiện phát sinh từ giao diện thì rất là phong phú và phần này sẽ được học chi tiết ở trong môn Java 3. Và trong bài học này thì chúng ta chỉ xét tới một số các sự kiện cơ bản. Sự kiện action khi kích chuột vào nút thì sự kiện action sẽ xảy ra. Chúng ta cần viết mã để xử lý sự kiện này, tức là có thể đọc dữ liệu từ các điều khiển, và xử lý theo yêu cầu nghiệp vụ, hiển thị và thay đổi dữ liệu trên giao diện. Nhấn đúp vào nút hoặc thực hiện theo hình thì chúng ta thấy là muốn gắn sự kiện cho cái button nào thì kích phải và chọn event chọn action và action perform về xử lý sự kiện đặt mã xử lý ngay trong dòng cái comment tức là ngay trong cái cái, cái nội dung thay thế cho cái dòng comment này và đây là cái phương thức mà được nếp biên sinh ra để giúp cho chúng ta có thể thực hiện xử lý cái sự kiện khi kích chuột vào trong button Ví dụ khi click vào sẽ hiển thị cái hộp thoại tức là đăng nhập thành công và ở đây là cái hộp thoại thông báo cho người dùng biết cái nội dung và cái kết quả của một cái hành động nào đó. Làm việc với các thuộc tính để đọc, ghi giá trị thuộc tính XYZ nào đó của control thì chúng ta sử dụng đọc thì gọi thực hiện cái phương thức get XYZ, ghi thì sẽ gọi thực hiện cái phương thức set, it is SET Ví dụ Đọc username Thì có thể Lấy cái nội dung hiển thị Ở trong text field Thông qua cái phương thức GET test Ghi là Thiết lập cái nội dung hiển thị Ở trong text field Thì SET test Tèo Nguyễn Văn như thế này Để đọc giá trị của username Password và Remember thì chúng ta có cái ví dụ username thì get that remember thì đây là cái checkbox cho nên là sẽ sử dụng phương thức e selected để kiểm tra coi người dùng có lựa chọn cái thành phần này hay không để ghi dữ liệu lên các điều khiển thì gọi thực hiện cái phương thức set test để hiển thị hoặc là set selected true hoặc là false để hiển thị giá trị được lựa chọn true nếu là lựa chọn và false là không lựa chọn điều khiển này và lưu ý khi kiểu dữ liệu kiểu thuộc tính là boolean thì theo quy ước của Java chúng ta sử dụng is thì có nghĩa là ở đây là một cái giá trị mà dạng boolean và thay vì gọi thực hiện cái phương thức get it is yet. làm việc với combo post với combo post chúng ta cần lập trình để thực hiện các công việc đổ dữ liệu vào dây combo post làm việc với các cái mục dữ liệu, làm việc với vị trí, giá trị của các mục được lựa chọn. Để đổ dữ liệu vào JComboBot, sử dụng đoạn mã. Trước hết là sẽ khai báo một mảng dữ liệu. Ở đây là mảng sẽ thể hiện danh sách các quốc gia Việt Nam, United States, Singapore, Malaysia. Sau đó là gọi thực hiện cái phương thức Set Model new default Post model và truyền vào đó là cái dữ liệu mà chúng ta đã tạo ra ở trong cái phần trên có nghĩa là cái dữ liệu này sẽ sử dụng cái mảng mà chúng ta đã tạo ra ở trong phần trên và làm việc với các cái mục chọn thì sẽ thiết lập set selected index tức là thiết lập lựa chọn cái thành phần tại cái chỉ mục thứ nhất ở trong cái combo box và để lấy được cái lựa chọn của người dùng thì gọi thực hiện cái phương thức get selected index để trả về cái vị trí của các thành phần được lựa chọn ở trong uh, combo box và chúng ta có thể sử dụng index này để truy cập tới các thông tin cụ thể về cái dữ liệu được lựa chọn get selected item để trả về cái nội dung được lựa chọn, tức là trả về cái giá trị mà người dùng lựa chọn ở trong combo box và ở đây là trả về cái string lưu vào trong cái biến country các phương thức giúp chúng ta làm việc với các cái mục chọn ở trong dây combo box, get item count tức là trả về tổng số các cái thành phần có trong combo box get item at index, tức là lấy cái thông tin của cái thành phần tại cái vị trí tức là lấy cái giá trị của cái thành phần tại cái vị trí truyền uh, vào add item là thêm cái thành phần vào remove item là loại bỏ cái thành phần khỏi combo box remove item add tức là loại bỏ cái thành phần tại cái vị trí mà chúng ta truyền vào và remove all items tức là xóa tất cả các cái thành phần ở trong combo box làm việc với J table với J table thì chúng ta cần lập trình để thực hiện đổ dữ liệu vào bảng làm việc với các hàng được lựa chọn và làm việc với các hàng chúng ta có thể đổ dữ liệu vào bảng bằng cái đoạn mã ví dụ như sau thì đầu tiên đó là định nghĩa danh sách các cái tên của các hàng. Ở đây thì sẽ có cái cột đầu tiên đó là No, cột thứ hai đó là Phone Name, cột thứ ba Email, cột thứ tư Country, cột thứ năm Gender, và cột thứ sáu là Status. Và lưu cái tên của các cột này vào trong một mảng String. À, tiếp đến sẽ định nghĩa chi tiết các cái dữ liệu ở trong các cái hàng. Thì đầu tiên là hàng thứ nhất là tương ứng. No là xác định cái cái số thứ tự. Thứ hai, Full Name là Nguyễn Trí Phèo. Thứ ba, Email. Thứ tư đó là uh, Country. Ở đây thì chúng ta thiếu Country. Cái này là Gender là bằng True và Status là bằng False. Và tương tự như vậy thì chúng ta có thể định nghĩa cái hàng dữ liệu thứ hai. Đó là No và Full Name bạn Thị Nở email như thế này và gender false và status là false ở trong cái đoạn mã ví dụ này là thiếu một cái trường hay là thiếu cái thông tin của cái cột country thì chúng ta có thể bổ sung thêm tại cái vị trí ở đây và sau đó thì sẽ gọi thực hiện cái phương thức set model và new cái đối tượng là default table model và truyền vào ở đây thì chúng ta sẽ truyền vào đầu tiên đó là row thì truyền vào cho cái default table model và column truyền vào cho cái default table model lập trình để lấy vị trí của các hàng được lựa chọn thì chúng ta có thể gọi thực hiện cái phương thức get selected row để trả về cái vị trí được lựa chọn ở trong bảng và gọi thực hiện phương thức get selected row count để trả về số hàng được lựa chọn ở trong bảng và get selected rows thì trả về một mảng các cái chỉ mục của các cái hàng được lựa chọn ở trong bảng. lấy model thì sẽ gọi thực hiện cái phương thức get model và trả về cái đối tượng là thể hiện của lớp Chifo Table Model. Làm việc với các hàng thì gọi thực hiện phương thức Add Row để thêm hàng mới, Insert Row để chèn cái hàng vào tại cái vị trí Index xác định ở đây và Remove Row tức là loại bỏ cái hàng tại cái Index mà chúng ta xác định ở trong cái tham số. Set row count tức là sẽ thiết lập cái số lượng của các hàng ở trong bảng và làm việc với dữ liệu ở trong ô thì gọi thực hiện cái phương thức get value at tức là lấy về giá trị tại cái ô có cái số hàng và số cột, tức là có cái chỉ số hàng và chỉ số cột xác định. set value at tức là thiết lập giá trị mới của cái ô có cái vị trí đó là row index và column index trong phần demo sẽ tạo ra cái bảng hiển thị danh sách các cái sinh viên mới trở lại dự án slide to demo và sẽ tạo ra một cái form mới kích phải chọn new chọn zframe form và đặt tên list student form trong này thì chúng ta chú ý cái tên lớp và uh, tên package nhấn finish để tạo form và re label bỏ vào trong form re separator để tạo ra cái đường kẻ ngang và chúng ta có thể re cái thành phần đó là table bỏ vào ở trên cái form r table và có thể là điều chỉnh cái kích thước của form để bổ sung thêm hai cái button một là cái button để cho phép sẽ hiển thị hai là button sẽ cho phép là kết thúc cái uh, form tức là kết thúc ứng dụng thì trong này thì chúng ta rê cái Separator bỏ vào và có thể điều chỉnh cái vị trí của các button trên form và như vậy thì chúng ta đã rê các thành phần và bỏ vào ở trên form đầu tiên cái này là separator thứ hai là table ở đây là label và button thì chúng ta rê các thành phần bỏ vào trên form để có thể khi kích vào button thì sẽ hiển thị được cái dữ liệu lên trên table. Kích vào table chọn kích phải chọn edit và đặt tên đó là student list. Nhấn enter à, mở cái cửa sổ properties của label. Thì kích chọn property và kích vào font chọn bầu và cho cái kích cỡ phông phong đó là 18 nhấn Ok để hiển thị cái dây label có cái kích cỡ phông phong to hơn à, tiếp đến trong dây table thì nếu cái dữ liệu là tỉnh thì chúng ta có thể kích chọn vào đô để thiết lập hay là để đưa các cái dữ liệu được hiển thị trên dây table ngoài ra thì có cái cách mà thường dùng đó là sử dụng mã để mà đưa các cái dữ liệu hiển thị ở trong dây table Đã chúng ta đóng trở lại và sẽ không sử dụng cái cách mà dùng cái thuộc tính model để mà hiển thị ở trên dây table kích vào trong button kích phải chọn edit và đặt tên đó là add new students tức là khi kích vào add new student thì chúng ta có thể hiển thị cái form đó là register hay là cái này thì đổi tên lại thành là register student tức là nếu người dùng kích vào trong button register student sẽ hiển thị cái form register và kích phải chọn edit text đặt tên cái button này là exit và điều chỉnh cái kích thước của button để cho nó phù hợp và tiếp tục là đổi tên cho các, các thành phần kích phải vào dây table chọn Change variable name và đặt tên tpl students và lưu ý tức là khi đặt tên đối với các các bảng thì ở các cái tên của các điều khiển thường kết thúc bằng cái hậu tố s để mà thể hiện đây là số nhiều và nhấn ok để kết thúc đầu tên kích phải vào trong register students chọn change variable name đặt tên btn register students và kích phải vào exit chọn change variable name btn exit nhấn enter để kết thúc đổi tên cho các điều khiển và kích chọn run run file hoặc là nhấn shift F6 để chạy cái form này thì đây là cái giao diện của form được hiển thị thì chúng ta thấy là khi người dùng kích vào các nút thì cũng chưa có tác động gì và dữ liệu hiển thị ở trên uh, table thì mới là các cái dòng trắng như thế này, kích vào close để đóng form và quay trở lại cái form list student form, kích phải chọn event chọn action action perform để gắn cái phương thức xử lý sự kiện cho cái nút register student. thì đây là cái phương thức được tạo ra bởi nếp pin và trở lại design chọn exit kích phải chọn event chọn action action perform để gắn cái phương thức xử lý sự kiện cho nút exit và trong này thì chúng ta sẽ thêm cái phương thức giúp cho hiển thị cái dữ liệu ở trên dây table ở đây là private void init hay là chúng ta cho fill students to table và để giúp hiển thị cái dữ liệu được uh, nhanh chóng ở trên cái J table thì uh, có thể tạo ra một cái lớp đóng vai trò là cái entity để để lưu các cái dữ liệu của một cái student thì kích phải chọn new chọn java java class ở trong này thì đặt tên lớp đó là student ở đây thì cho nó là Model. và lưu ý đây lớp là student và đây là Model. nhấn finish để tạo lớp thì chúng ta có cái lớp student được tạo ra như thế này và trong lớp student sẽ À, khai báo đó là implement interface serializable. Và tiếp đến định nghĩa các cái trường dữ liệu. Ở đây thì sẽ cho hai trường dữ liệu đó là student ID và private đây là name. À, chúng ta không đưa đầy đủ cái nội dung của các cái trường của sinh viên vì lý do là để đơn giản cái quá trình minh họa cho nên chỉ sử dụng hai trường đó là Student ID và Name. Kích phải và chọn Insert code để trang các phương thức getter và getter vào cho lớp Student. Đây là lựa chọn các cái trường. Đây là lựa chọn tất cả trường Name và trường Student ID. Nhấn Generate để tạo ra các phương thức getter và setter. Tiếp tục kích phải chọn Insert Call và chọn Constructor. Chúng ta không chọn cái trường nào hết thì sẽ tạo ra cái Constructor ngầm định đó là không có tham số như thế này. Và kích phải chọn Insert Call và chọn Constructor thì chọn hai trường và nhấn Generate thì giúp cho chúng ta có thể truyền giá trị vào để khởi tạo các cái giá trị cho hai trường. đây là toàn bộ nội dung của lớp student được tạo ra và chúng ta lưu ý là chỉ cần tạo ra hai cái định nghĩa của trường student id và name sau đó là sử dụng chức năng sinh tự động để tạo ra các phương thức setter và getter cũng như là tạo ra hai cái hàm dựng ở đây chúng ta tạo cái hàm dựng đầu tiên đó là cho phép truyền vào hai cái giá trị đó là student ID và name để khởi tạo các cái thuộc tính đó là student ID và zip name thì khởi tạo cho name và ở đây thì nếu chúng ta viết như thế này mà không có zip thì có nghĩa là giá trị này là một cái tham số và nếu name mà không có zip thì cái này là tên của cái tham số ở trong cái hàm dựng và tiếp đến là sẽ tạo cái hàm dựng không có cái tham số đây là, là hàm dựng ngầm định để khởi tạo các cái giá trị ngầm định cho các cái trường và các cái phương thức getter và setter thì ở đây thì có hai cái phương thức của student id phương thức getter và đây là phương thức setter và tương tự như vậy đối với name thì cũng có hai cái phương thức phương thức getter và phương thức set Trở lại lớp list student form và trong cái phương thức fill student to table thì chúng ta có thể giả lập cái dữ liệu bằng cách sẽ tạo ra list ở đây thì cho vào đó là student này thì array list và sẽ đưa vào đó là student và đây là gõ vào student list new array list array list có thể thực hiện import import student sau đó thì list add New Student Và đưa vào Student S1 Và tiếp đến là Name Không List Add New Student Và Student S2 Tên đó là Minh Và tương tự như vậy Thì chúng ta có thể là copy Và thêm vào một loạt Các các sinh viên để có thể giúp hiển thị cái danh sách dữ liệu ở trên table được uh, sống động hơn được uh, nhiều hơn thì trong này thì sử dụng default table model table model và đặt tên đó là Model new là default table model và truyền vào thì chúng ta có thể gọi thực hiện đó là set column identifier để tạo ra cái danh sách các cái tên cột. ở đây chúng ta sử dụng cái kỹ thuật đó là tạo ra cột cột đầu tiên đặt tên đó là student id và cột thứ hai đó là đặt tên đó là name và sử dụng cái vòng lặp for each để duyệt qua danh sách chúng ta có được và sau đó thì gọi thực hiện cái đồ add row để mà thêm vào thì add row để thêm vào thì chúng ta sẽ new string và trong này cũng có thể sử dụng cái kỹ thuật student get student id và student get name để có thể thêm các cái dữ liệu chúng ta có thể hiển thị được ở trên table. Sau khi có dữ liệu ở trong Modo thì sẽ truy cập tới cái điều khiển table và gọi thực hiện các phương thức set Modo và thiết lập Modo. Trong cái phương thức register student trong cái uh, thành phần đó là list Student Home Constructor thì chúng ta có thể gọi thực hiện cái phương thức Init. Đây thì có thể gọi thực hiện cái phương thức đó là View. Students to Table để có thể hiển thị được cái dữ liệu của sinh viên ở trên bảng. Và kích vào Run. Chọn Run File để kiểm tra cái kết quả thực hiện. và chúng ta thấy cái dữ liệu đã được hiển thị ở trên bảng như thế này. Đây. Nhấn vào close để kết thúc form và quay trở lại cái form. Đây là toàn bộ nội dung của phương thức thì cho phép hiển thị dữ liệu ở trên table thì trong này chúng ta đã tạo ra cái phương thức private view student to table và cái đoạn này là sẽ tạo ra các cái dữ liệu tức là danh sách các cái sinh viên và sử dụng danh sách này để có thể hiển thị cái danh sách ở trên table và trong này đang sử dụng lớp default table model để cho phép là điều khiển các cái dữ liệu được hiển thị ở trong table và gọi thực hiện cái phương thức là set column identifier để thiết lập cái tên cột khi hiển thị ở trên bảng và cái đoạn này là hiển thị cái dữ liệu và gọi thực hiện cái phương thức set model của table students thì cho phép là thiết lập cái đối tượng model giúp quản lý cái dữ liệu khi hiển thị ở trên bảng và phương thức fill student to table sẽ được gọi ở trong cái hàm dựng của lớp list students form. Cái này thì cái phương thức này sẽ được gọi ở đây. Và nếu mà chúng ta không gọi ở đây thì dữ liệu sẽ không hiển thị được ở trên table. Trong cái phương thức xử lý sự kiện của register student và exit thì chúng ta có thể đưa các đoạn mã xử lý đầu tiên register student sẽ hiển thị cái form register student form để hiển thị được thì trước hết là sẽ khai báo cái đối tượng là thể hiện của cái form ở đây là sẽ new register student form và đơn giản sẽ gọi thực hiện cái phương thức set visible bằng true tức là hiển thị cái form đó trên màn hình và trong cái phương thức xử lý sự kiện cho BTN Exit đơn giản là gọi thực hiện cái phương thức Exit của System và cho phép là thoát ứng dụng. Ở đây là cái nội dung của hai cái phương thức xử lý sự kiện cho nút BTN Register Student thì cho phép là hiển thị cái form Register Student form và nút BTN Exit là thoát ứng dụng, chạy form list student form để kiểm tra cái kết quả thực hiện kích vào run file và giao diện của list student form người dùng có thể kích chọn các cái dữ liệu ở đây và sau đó kích vào register student thì sẽ xuất hiện cái form register student và quay trở lại list student form, kích vào exit thoát cái ứng dụng và run trở lại, kích vào run file ở đây là giao diện kích vào register student và kích vào exit để thoát ứng dụng Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học. Trong bài học đã tìm hiểu các thành phần giao diện cơ bản. Các cái container là bao gồm dây frame, dây panel, các cái control, các cái điều khiển, dây label, dây text field, dây button, dây checkbox, dây radio button, dây combo box và dây table. Và xem xét các cái xử lý lập trình giao diện, làm việc với các thuộc tính làm việc với dây combo Box và làm việc với dây table. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.